Chương 5392, tốc độ thật nhanh. Già La Minh tổ thấy thế con người co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ Vạn Cốt Minh tổ tính tình dĩ nhiên như thế bạo liệt, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, mà lại trước tiên liền đối mặt hắn, trực tiếp cứ như vậy động thủ, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Mà chờ hắn phản ứng tới thời điểm, Vạn Cốt Minh tổ tử thần liêm đao đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Oanh, chỉ gặp lưới hái tử thần bên trong ẩn chứa kinh khủng tử vong sát ý, cuồn cuộn sát ý không ngừng đánh thẳng tới còn không có triệt để rơi xuống trên đầu của hắn giả la minh tổ cũng đã cảm nhận được một tia mãnh liệt sát y xé rách mà đến cơ hồ muốn đem đầu của hắn cho trực tiếp chém thành hai khúc đồng thời tại cái này sát ý đao quang bao phủ phía dưới giả la minh tổ phát hiện chính mình quanh thân hư không đều tại cái này một cỗ sát ý ở giữa ngưng kết lại căn bản muốn tránh cũng không được đáng chết giờ khắc này giả la minh tổ một trái tim bỗng nhiên nhấc lên khủng bố như thế sát ý nếu như hắn không tiến hành ngăn cản cái kia tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương nhưng nếu là trực tiếp ngăn trở vậy hắn qua nhiều năm như vậy ẩn tàng tất nhiên sẽ bị mặt khác người hữu tâm cho nhìn ra mánh khóe trong nháy mắt tiến nhập lưỡng nan trạng thái nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tâm niệm ở giữa già la minh tổ vội vàng tế ra một khối tấm chắn màu đen hoảng hốt ngân cản tại đỉnh đầu của mình tấm chắn màu đen trong nháy mắt bộc phát ra khí thức kinh người sau đó lo lắng nói vị huynh đệ kia chuyện gì cũng từ từ quanh một tiếng căn bản không chờ già la minh tổ nói hết lời vạn cốt minh tổ tử thần liêm đao liền đã đánh vào cái kia đột nhiên xuất hiện tấm chắn màu đen phía trên. Liền nghe đến răng rắc một tiếng bạo liệt thanh âm vang lên, cái kia tấm chắn màu đen tại vạn cốt minh tổ công kích phía dưới trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, kinh khủng sóng xung kích đem giả la minh tổ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng vội vàng tràn ra một tia máu tươi. Đồng thời thừa dịp đợt trùng kích này, giả la minh tổ thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, muốn kéo ra cùng vạn cốt minh tổ ở giữa khoảng cách. Hắc hắc, cái gì nói hay không, bản tổ đời này bội phục nhất chính là người có thực lực, xem thường nhất chính là làm bộ người, các hạ nếu là di khí chi thành thành chủ, tất nhiên tu vi phi phàm, đến, cùng bản tổ hảo hảo đánh nhau một trận lại nói. Vạn cốt minh tổ ánh mắt lạnh nhạt, vừa xài bước ra. Trong tiếng nói, lưỡi hái tử thần hư chuyển, oanh một tiếng, một đạo kinh khủng lĩnh vực chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra đi, bao phủ lại tứ phương thiên địa. Cỗ này lĩnh vực chi lực vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi vạn cốt lĩnh vực, thân là đã từng u minh đại đế dưới chướng bảy đại minh tướng một trong vạn cốt minh tổ, mặc dù tu vi bất tăng triệt để khôi phục, nhưng là tại lĩnh vực khống chế phía trên, nhưng lại xa xa lăng giá khắp nơi trận cơ hồ tất cả cấm khu chi chủ phía trên. Bởi vậy khi hắn lĩnh vực tràn ngập ra đi đằng sau, tất cả mọi người có thể cảm nhận được như thế một cỗ trong lĩnh vực ẩn chứa khủng bố trói buộc chi lực giống như tầng tầng cự sơn hung hăng chấn áp trên người bọn hắn muốn đem nhục thể của bọn hắn cho nghiền nát ra tại dạng này lĩnh vực phía dưới bọn hắn một thân thực lực sẽ bị thật to áp chế. Bảy đại minh tướng, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Đen ngục chi chủ cùng diêm hồn lão tổ con người bỗng nhiên co vào, trong lòng thất kinh, lúc trước bọn hắn còn muốn cùng tần trần có chỗ xung đột, giao phong một chút, nhưng là giờ phút này cảm nhận được vạn cốt minh tổ lĩnh vực đằng sau, bọn hắn trong nháy mắt đều tỉnh táo lại, muốn đối phó cái kia minh chủ, trước hết đến cầm xuống cái này vạn cốt minh tổ. Oanh, tứ phương giữa thiên địa, kinh khủng trật tự lĩnh vực trùng kích, vạn cốt minh tổ thân hình nhảy lên, căn bản không cho giả la minh tổ cơ hội mở miệng, cái kia lưỡi hái tử thần phía trên sáng lên sáng chói phù văn, từng đạo đao quang màu đen hóa thành lít nha lít nhít đao võng hướng phía giả la minh tổ điên cuồng bổ xuống dưới. Tên vương bát đàn này, đơn giản khinh người quá đáng. Già la minh tổ trong lòng giận dữ, hận không thể đem vạn cốt minh tổ tại chỗ xé nát ra không thể, nhưng hắn biết mình một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ rước lấy đại phiền toái trong lòng dưới sự kinh sợ, chỉ có thể thôi động tự thân lĩnh vực, cùng vạn cốt minh tổ lĩnh vực ầm vang đụng vào nhau. Oanh, hai người lĩnh vực va chạm, giả la minh tổ lĩnh vực lập tức phát ra đạo đạo ken kết tiếng oanh minh, hiển nhiên là tại vạn cốt minh tổ lĩnh vực bên dưới bị áp chế đến run không ngừng, tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường. Cùng lúc đó, giả la minh tổ hai tay xuất hiện một bộ đen kịt quyền sáo, quyền sáo lấp lóe hắc quang, đối với đầy trời che đậy tới đao quang liên tục oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, quyền đao va chạm, giả la minh tổ thân hình không ngừng rút lui, mỗi lui lại một bước, sắc mặt hắn liền sẽ tái nhợt một phần, nhưng là chớp mắt giao thủ trên trăm đao đằng sau, hắn lại vẫn tại liên tiếp lui về phía sau, đúng là ngạnh sinh sinh gánh vác vạn cốt minh tổ công kích. Hắc hắc, các hạ quả nhiên tốt thực lực, mà ngay cả bản tổ ẩn chứa đỉnh cấp hóa vàng lưỡi hái tử thần công kích đều có thể tùy tiện ngăn trở, thực lực như vậy, bình thường tam trọng siêu thoát hậu kỳ cường giả sợ đều không thể có được đi. Không hổ là di khí chi thành thành chủ, sợ là so bên cạnh hai tên gia hỏa kia còn phải mạnh hơn một chút. Vạn Cốt Minh tổ cười lớn mắt nhìn một bên đen ngục chi chủ cùng Diêm Hồn lão tổ. Lập tức, tại Vạn Cốt Minh tổ đao quang bên dưới gắt gao ngăn cản Già La Minh tổ sắc mặt đại biến, oanh một tiếng, hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, lo lắng nói các hạ mau dừng tay, tại hạ đã khiêng đến cực hạn, chư vị, nhanh ngăn lại hắn. Hắc hắc, hiện tại là bản tổ cùng Già La thành chủ ở giữa luật bàn, ai nếu là dám ngăn trở, chính là bản tổ địch nhân. Vạn cốt minh tổ quét mắt bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay động tác lại là không ngừng, lưỡi hái tử thần công kích lại lần nữa tăng vọt. Đón thêm bản tổ một chiêu này, quát lớn bên trong, lưỡi hái tử thần phía trên đột nhiên bạo phát đi ra vô số đen kịt phù văn, những phù văn này mỗi một đạo đều giống như một viên ngôi sao màu đen, vô số ngôi sao lưu truyền, cuối cùng hội tụ thành một đạo làm cho người hít thở không thông khủng bố đao khí, ầm vang bổ về phía giả la minh tổ. Oanh, kinh người màu đen đao khí, trực tiếp thôn vệ giả la minh tổ, muốn đem hắn triệt để chôn vùi. Ngươi, dám đối với thành chủ vô lễ như thế, làm càn. Đúng lúc này, một bên trong nháy mắt chuyển đến một đạo kinh sở quát trói tai thanh âm, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở vạn cốt minh tổ bên người. Đạo thân ảnh này đơn giản giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền trực tiếp tại vạn cốt minh tổ bên người xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ở đây tuyệt đại đa số người cũng không kịp phản ứng, một đạo đen kịt nga mi đâm chính là như thiểm điện đâm về vạn cốt minh tổ hậu tâm chính là ảnh ma quỷ tổ. Ảnh ma quỷ tổ nhìn thấy vạn cốt minh tổ lớn lối như thế đối với giả la minh tổ động thủ, như thế nào nhẫn nại được. Trực tiếp thi triển ra chính mình trật tự thần thông, hóa thành nghị ảnh tập sát hướng vạn cốt minh tổ. Suy, đen kịt nga mi đâm trực tiếp giống như một đạo tia chớp màu đen, gần bức vạn cốt minh tổ nhục thân. Tốc độ thật nhanh, nơi xa, tất cả thấy cảnh này người con người đều là co rụt lại, chính là đen ngục chi chủ cùng diêm hồn lão tổ cũng là ánh mắt phát lạnh. Ảnh ma quỷ tổ tốc độ cùng công kích thật sự là quá mức quỷ dị cấp tốc, cường như hai người bọn họ lúc trước ngay từ đầu cũng không có phát hiện ảnh ma quỷ tổ thân ảnh, mà thẳng đến đối phương xuất thủ đằng sau mới có chỗ phản ứng. Lúc nào ảnh ma quỷ tổ thực lực càng trở nên mạnh như thế. Hai người không khỏi liếc nhau, ảnh ma quỷ tổ mặc dù thân là Di khí chi thành ngũ đại phó thành chủ một trong, nhưng luận thực lực so với hai người bọn họ lại là phải kém không ít, dù sao hai người bọn họ năm đó đều là đảm nhiệm qua Di khí chi thành thành chủ nhưng bây giờ chỉ ít tại tốc độ phía trên cái này ảnh ma quỷ tổ tuyệt đối không kém hơn hai người bọn họ